Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái ban bệnh về cái ổn áp robot 3 kg ha. Thì hiện tượng của nó là mình cắm điện vô các bạn. Thì xài có chút xíu à. Cắm điện lên thì nó mới có ổn áp. Không biết nó có ổn áp ở trong đây hay không, nhưng mà chút xíu là nó bị nhảy CB nhà mình á. Rồi thì bên trong nó là như vậy. Thì đầu tiên thì mình cũng kiểm tra cái phần bo nè các bạn. Đây, đầu tiên mình cũng kiểm tra cái phần bo ha. Thì nó cũng cái loại ống áp robot đó thì nó cũng có một kiểu như vậy thôi ha. 2 kg nó cũng kiểu như vậy luôn, mà 3 kg nó cũng vậy luôn. Thì trước tiên thì mình kiểm tra, mình thấy là cái phần mà ổn áp á, cái phần mà so áp để mà cho cái motor nó hoạt động để nó đẩy cái thanh nè, nó bị chết con IC này. Ở đây là cái con 17324 rồi các bạn, ổn áp nào cũng dùng con này ha. Thì mình thay cái con này vô trong đây thì mà mạch nó hoạt động bình thường, nhưng mà còn cái hoạt động nó so áp bình thường các bạn. Còn một cái này nữa, có bạn hỏi là nó lên không xuống hoặc nó xuống không lên đó, thì đơn giản thôi, các bạn dò cái phần nào khiển cái motor này nè đó. Thì ví dụ như 2 dây này là 2 dây motor nè đó, 2 dây motor thì các bạn dò vô trong đây nó có 2 cặp transistor hả. Đó thì các bạn đo có bên nào nó bị chết hoặc chạm hay rỉ gì đó. Rồi cái con ổn áp mà nó ổn áp cho cái nguồn của con này nó ổn định chưa, rồi nếu như được thì nó mới so áp được cái motor này, nó mới lên xuống được ha. Có nhiều bạn hỏi, nhiều khi mình không có trực tiếp trên máy đó, mình cũng không có biết cái đó là hư cái gì ha. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mình kiểm tra xong rồi, cái phần mà bị một chút nó nhảy, nó đóng cái một chút là nhảy đóng CB nhà, CB chính trong nhà mình luôn á, là do cái motor này nó bị chạm nè các bạn. Nó motor nó bị chạm, với lại phần này nó sửa nó hơi bị lâu nên mình sửa trước rồi mình nói lại cho nó mau ha. Thì cái motor này là nguyên bản là của nó nè các bạn đó. Rồi mình mới tháo ra, mình chế lại cái motor khác. Cái motor của nó thì nó bị chạm các bạn, nó chạm cho nên chạy chút là nó nhảy à. Đây, cái này là mình chế lại ha. Đó, còn nguyên bản của nó là như vậy. Đó, rồi thì mình để mình đo cho các bạn thấy nó chạm nè. Đây, em thang cao một chút mới thấy ha. Đây nè các bạn, cái vỏ nè, vỏ với một cực của motor nè. Nè các bạn thấy không, nó chạm nè. Đó, những thang nhỏ chúng cũng thấy nó chạm luôn nè. Nó chạm ra vỏ nè, nó chạm ra vỏ là nó chạm ra cái cây này luôn nè các bạn, cây này ra vỏ luôn nè. Bởi vậy thành ra nó bị nhảy CB mình là hoài là vậy đó, đây nè. Nhưng mà motor này vẫn hoạt động được bình thường ha. Đó, mình dẫn thang cao chút thấy chạm nhiều chút nữa nè. Đó, bên đây cũng vậy nè, có nghĩa là nó chạm qua bánh vỏ luôn á. Rồi để mình đi nha, để mình test thử cái motor này cho nó chạy cho các bạn xem ha. Đây thì cái motor nó chạm nhưng mà nó vẫn còn hoạt động các bạn, hoạt động bình thường ha. Đây nè, câu cái bình nè. Đó,
đó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà nó bị chạm các bạn. Cho nên là khi mà mình cho nó chạy lát á, là nó bị nhảy CB là nó nè. Cho nên mình mới thay con này vô. Đó, thay bằng cái motor khác. Rồi. Thì với những cái banh bệnh mà thường gặp của ổn áp á, thì nó chỉ có nhiêu thôi. Nhiều bạn hỏi mình là lên xuống không được, mình biểu kiểm tra cái motor nè. Các bạn nó motor chẳng chạy bình thường, nhưng mà có đo thử coi nó có bị chạm hay không hay ha. Nó chạy bình thường nhưng mà nó chạm các bạn. Đó thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái van bệnh đơn giản bình thường thôi. Thì đo cái phần bo này. Phần bo này thì mình cũng đã chia sẻ bằng mấy cái video trước rồi. Cũng đơn giản nha, sửa thì phần nào thì mình đo phần nào. Ví dụ như phần motor thì mình đo motor, vô khiển motor. Còn cái phần mà trễ rà lay thì mình kiểm tra từ cái rà le nè. Nó có hai dây là để cấp cho cái rà le nó hoạt động á. Thì hai dây này thì mình kiểm tra lên trên coi nó vô phần nào, rồi đo ngược vô ha. Thì mình kiểm tra là kiểm tra vậy thôi, chứ bây giờ mà các bạn hỏi chính xác hư chỗ nào mình cũng không biết chỗ nào chỉ luôn nha. Rồi thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cái van bệnh của một cái ổn áp 3 kg, cũng đơn giản thôi ha. Nó chỉ chạm rồi nó nhảy CB nhà, với lại cái motor này nó cũng bị chạm luôn các bạn. Rồi bây giờ thì mình ghim điện lên mình test thử ha. Ở đây thì ở đây mình làm cái cầu chì giả nè, tại vì lúc mà mình làm là nó bị đứt cầu chì hoài luôn các bạn. Rồi bây giờ tiến hành kiểm tra ha. Rồi bây giờ ghim điện vô ha. Đây nè. Đó. Bật lên nè. Đó. Đóng điện ha. Rồi, kiếm cái bóng đèn hay gì đó mình test thử nha. Rồi, đây. Rút điện ra đó. Xong rồi các bạn. Tắt ha. Mở lên lại nè. Đó. Rồi, ok. Rồi, thì nếu thấy hay các bạn bấm đăng ký và chia sẻ giùm mình ha, để tạo động lực cho mình làm nhiều video mới hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.